Theo công bố hiện trạng rừng, đến nay toàn tỉnh Sơn La có gần 670.000 ha rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 47,5%. Trước bối cảnh lực lượng mỏng, địa bàn rộng, ngành kiểm lâm đã và đang đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác theo dõi diễn biến rừng, qua đó phát hiện sớm và xử lý kịp thời khi có cháy rừng xảy ra. Huyện Mai Sơn có trên 58.600 ha rừng, phân bổ chủ yếu ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới. Lực lượng kiểm lâm toàn huyện có 18 người, trong đó có 12 kiểm lâm phụ trách địa bàn. Đây là thách thức lớn trong công tác bảo vệ và phát triển rừng. Trong thời gian gần đây, lực lượng kiểm lâm đã ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ, sử dụng các trang thiết bị mới để kịp thời theo dõi diễn biến rừng. Trước đây thì có thể là phát hiện lâu mới phát hiện, nhưng mà bây giờ thì nhờ công nghệ thông tin mà chúng tôi đã phát hiện được sớm hơn rất nhiều, thậm chí là người ta mới vi phạm thì chúng tôi đã phát hiện rồi. Hai nữa là liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy rừng thì là việc là khi có đám cháy rừng xảy ra thì mà ứng dụng cái công nghệ thông tin như là theo dõi cái điểm cháy ở trên hệ thống vệ tinh, và đặc biệt là có liên quan đến cái sau khi đám cháy nó xảy ra thì chúng tôi có sử dụng đến cái flycam để theo dõi. Vâng, để xem đám cháy để có biện pháp khống chế đám cháy cho phù hợp. Huyện Sông Mã, nơi có nền nhiệt trung bình cao, nguy cơ cháy rừng luôn hiện hữu. Lực lượng kiểm lâm đã chủ động theo dõi diễn biến rừng qua hệ thống cơ sở dữ liệu của Cục Kiểm Lâm, các phần mềm cảnh báo cháy, hệ thống cảnh báo vệ tinh. Nhờ đó đã giúp các lực lượng thanh tra pháp chế và kiểm lâm địa bàn kịp thời phát hiện được các điểm có khả năng biến động về rừng và đất lâm nghiệp, cảnh báo sớm cháy rừng, phát hiện và nhanh chóng xử lý các hành vi xâm lấn, vi phạm luật lâm nghiệp. Các phần mềm này đều đã được tích hợp trên các máy tính bảng, điện thoại thông minh, có các tính năng hỗ trợ chúng tôi trong quá trình thực hiện công vụ như là đo đạc, rồi là kiểm tra hiện trường và quản lý các lô rừng, trạng thái rừng và các loài cây hoặc là trữ lượng rừng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong theo dõi cập nhật diễn biến rừng là rất quan trọng. Từ đó là giúp chúng tôi là nắm bắt các cái diễn biến về tài nguyên rừng. Hiện nay, lực lượng kiểm lâm đang sử dụng nhiều phần mềm cảnh báo diễn biến rừng được theo dõi trực tiếp qua các thiết bị di động. Các phần mềm này cho phép kịp thời cập nhật diễn biến tài nguyên rừng, cảnh báo cháy, xác định điểm cháy. Tính từ đầu năm đến nay, qua các phần mềm, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện được trên 50 điểm cháy, qua đó kịp thời xử lý, không để cháy rừng lan ra diện rộng. Thực hiện tốt cái công tác chuyển đổi số, ứng dụng chuyển đổi số trong lâm nghiệp, đặc biệt đó là công tác theo dõi diễn biến biến động rừng và đất lâm nghiệp để kịp thời phát hiện những cái điểm biến động rừng tăng cũng như là biến động rừng giảm, để làm sao mà phấn đấu đạt được cái độ che phủ rừng trên địa bàn toàn tỉnh năm 2024 đạt 48%. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực giám sát tài nguyên rừng đang trở thành yêu cầu cấp thiết, nhất là trong bối cảnh lực lượng kiểm lâm của tỉnh đang trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại theo hướng tinh gọn, hiệu quả, qua đó góp phần hạn chế cháy rừng xảy ra, giữ vững diện tích rừng hiện còn và từng bước nâng cao độ che phủ rừng.